Lương Minh Châu và Gia Tuấn xin kính chào quý vị. Xin cảm ơn quý vị cùng đến với chương trình tin tức của Sài Gòn TV trong ngày thứ ba ngày 6 tháng 6 năm 2023. Và ngay sau đây, chúng tôi xin kính mời quý vị cùng theo dõi những phần tin chi tiết. Vâng, kính thưa quý vị, để mở đầu cho chương trình tin tức ngày hôm nay là phần tin thế giới. Gần 80 nữ sinh ở Afghanistan nghi bị đầu độc. Hãng tin AP dẫn lời Mohammad Ramani, lãnh đạo Sở Giáo dục tỉnh Sardul của Afghanistan, cho biết là gần 80 học sinh nữ đã phải nhập viện vì tình nghi bị đầu độc trong hai vụ tấn công riêng rẽ nhằm vào các trường tiểu học trên địa phận của tỉnh này trong hai ngày cuối tuần vừa qua. Theo viên chức này thì 60 nữ sinh bị đầu độc ở trường Naswan-e-Kabad Arab và 17 nữ sinh khác bị đầu độc ở trường naswan e faizabad Cả hai trường tiểu học nói trên nằm gần nhau. Chúng tôi đã đưa các học sinh tới bệnh viện điều trị và hiện các em đều ổn. Ông Ramani đã đưa thông tin như trên. Sở giáo dục địa phương đang tiến hành điều tra vụ việc. Các thông tin sơ bộ cho thấy là kẻ chủ mưu có tư thù nên đã thuê bên thứ ba thực hiện các vụ tấn công nói trên. Nhà chức trách không tiết lộ về việc các nữ sinh bị đầu độc như thế nào hay bản chất thương tổn của các em. Ông Ramani không nêu rõ tuổi của các nạn nhân nhưng cho biết đó là các học sinh từ lớp 1 đến lớp 6. Đây được cho là lần đầu tiên kiểu tấn công này xảy ra ở Afghanistan kể từ khi Taliban lên nắm quyền ở quốc gia này vào tháng 8 của năm 2021 và bắt đầu hạn chế các quyền cũng như là sự tự do của phụ nữ và bé gái. Các bé gái tại quốc gia Nam Á này hiện bị cấm học quá lớp 6, trong khi phụ nữ bị cấm làm hầu hết các công việc và xuất hiện ở nơi công cộng. Berlin đề nghị Bắc Kinh dừng tuyển cử phi công quân sự Đức. Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho biết ông đã đề cập với người đồng cấp Trung Quốc Lý Thượng Phúc về vấn đề Bắc Kinh thuê cử phi công quân sự Đức tôi đã làm rõ rằng tôi mong chính sách này của trung quốc sẽ chấm dứt ngay lập tức theo ông pistorius bộ trưởng quốc phòng trung quốc không phủ nhận rằng nước này đã thuê các cựu phi công quân sự đức nhưng hạ thấp mức độ quan trọng của vụ việc tạp chí spigo trước đó đưa tin các cựu phi công chiến đấu đức đã được trung quốc tuyển dụng để huấn luyện phi công quân sự của họ trong nhiều năm các viên chức an ninh đức lo ngại những phi công này có thể truyền đạt kiến thức quân sự chuyên môn như các chiến thuật của đức và nato không riêng ở Đức, truyền thông Anh hồi tháng 10 năm ngoái đã đưa tin khoảng 30 cựu phi công quân sự nước này đã làm việc cho quân đội Trung Quốc với vị trí đào tạo quân sự. Các phi công được cho là nhận mức lương hậu hĩnh từ Bắc Kinh lên tới 270.000 Mỹ Kim một năm. CNBC trong khi đó dẫn lời một cựu phi công quân sự Úc cho biết anh đã được đề nghị mức lương hơn 670.000 Mỹ Kim một năm để làm việc cho quân đội Trung Quốc. Đài Nga bị chiếm sóng, phát thông điệp giả, giọng của ông Putin. Một số đài phát thanh của Nga ở gần biên giới với Ukraine bị tính tặc tấn công và phát bản tin giả mạo, thông điệp khẩn cấp từ ông Putin, theo điện Kremlin cho hay. Truyền thông của Nga vào ngày hôm qua đưa tin khi bị chiếm sóng, các đài phát thanh ở khu vực biên giới phát bản tin cho thấy Tổng thống Putin nói rằng lực lượng Ukraine đang tiến vào tỉnh Rostov, Belgorod và Voronezh. Ông ban bố lệnh giới nghiêm ở khu vực biên giới và phát lệnh tổng động viên toàn quốc kêu gọi người dân nhanh chóng di tản vào sâu trong lãnh thổ của Nga. Ngoài đài phát thanh, thì một số người dân cũng thấy video với dòng chữ thông báo khẩn cấp từ tổng thống kênh truyền hình. Không có bất kỳ thông điệp khẩn cấp nào, một số khu vực đã bị tin tặc tấn công. Tình trạng này đã được kiểm soát, các cơ quan chức năng đang giải quyết vấn đề. Phát ngôn viên của Điện Kremlin Dmitry Peskov đã cho hay như trên. Giới chức của Ukraine chưa bình luận về thông tin trên. Tỉnh Belgorod những tuần qua ghi nhận một số vụ tập kích qua biên giới khiến cho giới chức của Nga cáo buộc thủ phạm là tình báo của Ukraine. Các tỉnh biên giới Nga giáp với Ukraine còn bị pháo kích liên tục nhắm vào hạ tầng cơ sở nhiên liệu, giao thông và quân sự, trong khi đó thì chính phủ của Ukraine luôn phủ nhận mọi liên quan với những sự việc này. Mỹ chất vấn Ukraine về vũ khí tấn công lãnh thổ Nga. Văn phòng Bộ trưởng Quốc phòng Bỉ Ludivine de Donder cho biết, bà de Donder sẽ liên lạc với chính phủ Ukraine càng sớm càng tốt để nhận được lời giải thích về thông tin vũ khí Bỉ sản xuất được các nhóm vũ trang phi quốc gia sử dụng để tấn công tỉnh Belgorod của Nga. Ngoại trưởng Bỉ Haja Lanhip cũng có hành động tương tự tuyên bố được giới chức bỉ đưa ra sau khi bộ quốc phòng Nga công bố hình ảnh cho thấy các nhóm vũ trang thân Ukraine đã sử dụng xe bọc thép Mỹ và Ba Lan cũng như súng trường tấn công của Bỉ và Cộng hòa Czech để tiến hành các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga. Washington Post trước đó dẫn thông tin tình báo cho hay, trong cuộc xâm nhập tỉnh Belgorod cuối tháng trước, các tay súng thuộc các nhóm vũ trang phi quốc gia đã sử dụng ít nhất 4 phương tiện chiến thuật mà phương Tây chuyển giao cho Ukraine, trong đó có thiết giáp kháng mình MRAP, súng trường do Cộng hòa Czech bị sản xuất và ít nhất một súng chống xe tăng AT4 thường được quân đội Mỹ và phương Tây sử dụng. Phương Tây đã nhiều lần nhấn mạnh không tán thành việc vũ khí họ cung cấp được sử dụng cho các hoạt động quân sự bên ngoài biên giới Ukraine. Thủ tướng Đức Olaf Scholz tháng trước cũng tuyên bố Berlin không cho phép Kyiv sử dụng vũ khí do Đức cung cấp để tấn công vào lãnh thổ Nga. Tình báo Ukraine bác bỏ cáo buộc chuyển vũ khí phương Tây cho các nhóm vũ trang phi quốc gia, cho rằng vũ khí mà hai nhóm trên có được là chiến lợi phẩm từ các cuộc giao tranh với quân đội chính quyền Nga. Tiếp theo là bản tin liên quan đến hoàng tử Harry ra làm chứng tại tòa án của Anh quốc. Reuters đưa tin hoàng tử Harry xuất hiện tại tòa án tối cao của London vào ngày 5 tháng 6 để làm chứng cho vụ kiện chống lại nhà xuất bản của trang tin Daily Mirror ở Anh quốc. Hoàng tử Harry, con trai Úc của vua Charles, sẽ trở thành thành viên hoàng gia Anh đầu tiên làm chứng tại tòa trong vòng 130 năm trở lại đây, Harry là một trong hơn 100 nhân vật nổi tiếng khác kiện Mirror Group Newspapers, nhà xuất bản của Daily Mirror, Sunday Mirror và Sunday People với cáo buộc là cơ quan này đã xâm nhập điện thoại và có các hành vi bất hợp pháp khác trong giai đoạn từ năm 1991 đến năm 2011. Phiên tòa đã bắt đầu vào tháng 5 khi các luật sư đại diện cho Harry và ba người khác đã cố gắng chứng minh rằng các biên tập viên và giám đốc điều hành cấp cao của nhà xuất bản trên đã thu thập thông tin của họ một cách bất hợp pháp mirror group newspapers hiện thuộc sở hữu của reach đã công khai xin lỗi khi phiên tòa bắt đầu họ thừa nhận rằng sunday people đã tìm kiếm thông tin về hoàng tử harry bất hợp pháp đồng thời chấp nhận rằng vị hoàng tử này có quyền được bồi thường tuy nhiên thì họ bác bỏ các cáo buộc khác của harry nói rằng là harry không có bằng chứng cho những tuyên bố của mình hãng này cho rằng là một số thông tin là do các phụ tá của hoàng gia đưa ra đây sẽ là lần thứ hai trong năm nay mà Harry xuất hiện tại một phiên tòa của tòa án tối cao London. Harry từng tham gia phiên điều trần cùng với ca sĩ Elton John và những người khác vào tháng 3 trong vụ kiện của họ chống lại nhà xuất bản của báo Daily Mail và Sunday Mail. Thành phố có nhiều tỷ phú nhất thế giới. Dữ liệu từ WellX cho thấy 29% trong số 3.194 người giàu nhất thế giới với tổng tài sản rồng 11.100 tỷ Mỹ Kim sống tập trung tại một số đô thị. Trong đó, New York là nơi có nhiều tỷ phú nhất với 136 người, Business Insider đưa tin. Các địa điểm tập trung nhiều người có thu nhập cao khác nằm ở cả châu Á, châu Mỹ và Trung Đông. Hồng Kông xếp thứ nhì với 112 tỷ phú và San Francisco đứng thứ ba với 84 tỷ phú. Các vị trí tiếp theo trong danh sách top 10 lần lượt là Moscow, London, Bắc Kinh, Los Angeles, Singapore, Thâm Quyến và Mumbai. Từ năm 2021 đến năm 2022, hầu hết thành phố hàng đầu tăng hoặc giảm 1 đến 2 tỷ phú, ngoại trừ Singapore. Singapore đã chào đón thêm 4 tỷ phú trong khoảng thời gian này. Số lượng tỷ phú trên toàn cầu đã giảm 3,5% vào năm ngoái. Tài sản tích lũy của giới siêu giàu cũng giảm 5,5% xuống mức hiện tại do lạm phát gia tăng và bất ổn toàn cầu. Tuy nhiên, báo cáo nhấn mạnh giới tỷ phú vẫn có ảnh hưởng đáng kể và ngày càng tăng đối với nền kinh tế toàn cầu. Tiếp theo là bản tin liên quan đến thiệt hại phương Tây phải chịu khi cấm vận Huawei. Theo tính toán của các nhà mạng viễn thông, công ty tư vấn và giới chức của nhiều nước, lệnh cấm thiết bị Huawei với lý do an ninh quốc gia được cho là có thể khiến cho các nước phương Tây thiệt hại nặng nề về mặt tài chính, trong đó quá trình thay thế thiết bị viễn thông Huawei đã lắp đặt sẽ khiến cho Hoa Kỳ và đồng minh tiêu tốn 10 tỷ Mỹ kim, tác động tiêu cực đến kinh tế do chậm lắp đặt 5G sẽ cao hơn đến 2 hoặc là 3 lần, trong khi chi phí có thể tiếp tục tăng do đối thủ của Huawei đưa ra mức giá lắp đặt mạng 5G cao hơn trong vòng 10 năm. Một nghiên cứu được Viện Kinh tế Oxford tiến hành cho thấy là loại bỏ thiết bị Huawei sẽ khiến kin phí đầu tư vào mạng 5G tăng 16 cho đến 19% dẫn tới sụt giảm 105.5 tỷ mỹ kim trong GDP của các nước G7 và Ấn Độ trong giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2035. Trong khi đó thì tạp chí chuyên ngành Light Reading nhận định tập đoàn viễn thông Đức Deutsche Telekom sẽ mất 6 tỷ mỹ kim và 5 năm để xóa sổ thiết bị Huawei trong tổng số 134.000 anten 5G lắp đặt ở nước Đức, có hơn 80.000 do Huawei cung cấp. Những thống kê trên chưa tính đến doanh số sụt giảm vì lệnh hạn chế bán chip bán dẫn và các sản phẩm khác cho Huawei có thể lên tới hàng chục tỷ Mỹ Kim. Dù vậy, John Strand, nhà sáng lập một công ty tư vấn, vẫn cho rằng là việc phụ thuộc vào mạng lưới viễn thông Trung Quốc nguy hiểm hơn nhiều so với phụ thuộc nguồn khí đốt của Nga. Ai Cập giải cứu tàu chở dầu mắc kẹt ở kênh đào Suez Chính quyền Ai Cập cho biết một tàu chở dầu bị mắc kẹt do hỏng động cơ ở kênh đào Suez gây gián đoạn tuyến đường này trong thời gian ngắn, đã được kéo ra nơi an toàn vào hôm cuối tuần. Reuters dẫn tuyên bố của ông Osama Rabi, người đứng đầu cơ quan quản lý kênh đào Suez, cho biết giao thông tại tuyến đường vận tải huyết mạch này đã được khôi phục sau khi ba tàu kéo di dời thành công con tàu bị mắc kẹt. Theo dữ liệu vận tải biển của Refinitiv Icon, con tàu chở dầu thô bị hỏng động cơ có tên Sivigor được đóng vào năm 2016 và treo cờ Malta. Tàu này có chiều dài 274 m và rộng 48,63 m. Cơ quan quản lý kênh đào Suez của Ai Cập bổ sung thêm rằng con tàu đang trên đường di chuyển từ Nga đến Trung Quốc. Tình trạng gián đoạn thường xuyên xảy ra tại kênh đào Suez do các lỗi kỹ thuật Tuy nhiên, sự gián đoạn thường chỉ diễn ra trong một thời gian ngắn. Theo India Times, kênh đào Suez bắt đầu hoạt động vào năm 1869 là tuyến đường vận tải huyết mạch cho dầu mỏ, khí đốt và hàng hóa trên thế giới. Khoảng 10% lượng hàng hóa được vận chuyển trên toàn cầu đi qua kênh đào này, cung cấp nguồn lợi nhuận lớn cho chính phủ Ai Cập. Theo cơ quan quản lý kênh đào Suez có 23.851 con tàu di chuyển qua tuyến giao thông này vào năm 2022 so với mức 20.649 con tàu vào năm 2021, đem lại cho chính quyền Ai Cập khoản thu nhập lên tới 8 tỷ Mỹ Kim. Và đó là những bản tin thế giới. Chúng tôi sẽ trở lại cùng phần tin Hoa Kỳ sau một số thông tin thương mại. Xin mời quý vị vẫn tiếp tục theo dõi.